Không không đây, nay không phải là luộc gà ăn đâu nha. Thì cũng kho gà ăn. Không không luộc, không kho luôn. Làm chà bông gà. Không luôn. Đùn gà nó có con gì dài dài nó thần. À, chắc cái dây của nó không sao đâu. Gần. Chứ anh tính làm món gì vậy? Hả? Thì gà chắc chắn rồi mà không. Đi phơi một nắng, phơi khô hả? Để mấy con khô lên. Khô khô chỉ. Không biết làm khô chỉ không? Không. Gà này to ghê ta. Gà này tôi nói ông gà nhức nách, con này ông biết tôi mua nhiêu tiền không? Nhiều. 200k đó. 200k gà chắc gà ta ha. Gà này gà không, cũng không phải gà ta đâu. Gà này gọi là gà gà pha ta đó. La cũng được, mới sao có chữ ta nó là ngon rồi. Ta đó là ngon rồi. Không biết làm gì không? Làm gì á? Vô đây tôi kể cho ông nghe một cái cốt chuyện mà nó lịch sử. Cái gì cũng phải có tiểu sử. Đúng đúng. Bây giờ phải kể lại tiểu sử của con gà. Tại sao tôi có con gà? Tại sao tôi mua con gà? Tại sao tôi mua con gà? À, con chứ gà. Không phải là mà tại sao có con gà chứ? Tại sao tôi phải đi mua con gà mà không mua cái thứ khác? Ừ. Tại vì ngày hôm qua tôi có đi Long Khánh. Ừ. Mà đi cái Long Khánh là trong cái tiệm Long Khánh là có quán mà gọi là quán không phải là cơm gà đâu nha, mà gọi là gỏi gà. Ừ. Khi đa số là những người đó người ta thu hút mình là đâu phải là khi gọi là những cái dĩa gỏi đâu. Không phải như vậy. Ông biết làm gì không? Tiếng thanh gà. Thanh gà như ở vùng cao, vùng Tây Bắc mới ăn thôi chứ trong mình đâu có ăn đâu. Chứ sao? Nó thu hút mình là con gà mà nó luộc xong rồi đó. Ừ. Hoặc nó hấp gì đó, chuyện đó tôi không biết. Ừ. Nó treo. Ừ. Nó treo 1, 2, 3 con. Tôi nói ông nhìn vô con gà là ông chỉ cần muốn nhìn vô là muốn ăn thôi, không cần phải gọi là làm rõ là cầm gà đó xé quất liền rồi. Đi ngang thấy gà là vốn vô quán ăn luôn rồi. À. Mà đặc biệt cái nó làm cái quán nó phải là nó khi mà nó chuẩn bị làm đúng không, nó treo con gà mà từ buổi sáng tới buổi chiều tối con gà nó vẫn mứt rượt nhìn là muốn ăn thèm liền. Còn mình luộc chỉ cần để chừng tiếng hồ nhìn con gà nhìn gớm gớm chết, nó khô héo đúng không? Đúng rồi. Thành thử là cái cốt truyện là tại sao tôi mua gà để tôi về tôi thí nghiệm. Thí nghiệm sao? Là tôi luộc xong là thay vì mình luộc đa số mình bỏ dĩa không hả? Đúng rồi. Đúng không? Không mà bỏ rổ. Đúng rồi. Còn mình luộc con gà cái mình móc cái cổ lên mình treo lên. Anh đã không bằng người ta đâu. Sao bằng được thì mình thay vì mình để mình treo lên. Em nói thiệt không phải là mình chê cái gì nấu ăn. 50% mình nấu ăn không bao giờ ngon bằng quán. Cái lý do? Lý do là quán nào bán ngon, ngon nó mới đông. Còn về nhà mình nấu ăn không có ngon. Với một phần nữa là quán đã là quán là người ta có đầy đủ gia vị những cái mà mình không bao giờ có. Quán nó sẽ có hết, cho nên ăn quán lúc nào cũng ngon. Và đổi lại là cái ông đầu bếp đó, ông lại có những cái bí quyết riêng của ông, mình lại không có. Cho nên á, lúc nào mình cũng phải đi ăn quán hết. Cho dù mình có tiết kiệm kiệm nào nữa, ăn ở nhà chán cũng phải chạy ra quán ăn. Phải không ta? Đó là sự khác nhau. Ví dụ giống như luộc gà đi. Tại sao anh cũng luộc một con gà như vậy, mà ngoài quán người ta cũng luộc con gà như vậy, nhưng mà anh ăn con gà ngoài quán đúng không? Cái đầu tiên anh cảm giác là thịt nó mềm. Đúng. Nó ngọt ngọt, mặn mặn, không phải là luộc cho muối đâu. Em biết nữa. Anh cho muối vô luộc ngoài mặt nhưng không phải vậy đâu. Ăn nó khác hẳn. Cho nên á, nó khác nhau giữa nhà quán là vậy đó. Em chỉ chia sẻ cho bí quyết nè. Tôi nói ông nghe nè. Cho dù nhiều cái tôi nói ông là dụ như khi mà ông luộc ông canh con gà đúng không? Đúng giờ đúng phút này là ông canh con gà để cho con thịt con gà nó vừa ngon và vừa dai. Còn mình ông có canh ông có luộc cỡ nào cho nữa, ông khi ông luộc ngang một là dai, hai nữa là bủng. Đúng rồi. Hay vậy đó. Bây giờ hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh với tất cả mọi người cách để mọi người luộc gà chuẩn nhất, ngon nhất. Nhưng mà áp dụng cho gà ta thôi, không áp dụng cho gà Bình Định hay mấy gà kia. Tại vì bản chất của gà Bình Định đó là khô rồi. Anh muốn là nó mềm, nó ngon mà xé thịt ra nó mềm nữa là không có. Chỉ là gà ta, gà tre. Mấy giống gà nó ngon á thì chúng ta xé ra nó có nước sẵn rồi. Chứ không giống gà Bình Định nó khô sao anh ăn. Hay giống gà gì 2-3kg, 5-6kg mà nó to bằng người anh á. Giống gà mới gì đó. Tâm vàng. Mấy tâm vàng. Gà gì mà lúc anh mang cho anh cái đùi anh ăn á. À con gà 7-8kg. 7-8kg á. Tao thấy to cái xác thôi chứ ăn thịt dở lắm. À. Bây giờ nha, em chỉ ăn đầu tiên là anh cũng luộc như bình thường, anh cũng cho nghệ hay như bình thường, anh cũng cho muối như bình thường mà anh cũng cho sả chanh như bình thường đi. Em sẽ chia sẻ cho cách nấu. Bây giờ tôi hẹn vô bếp lên okay. Làm bữa luôn đi. Khoan khoan để cho gia vị vô. Rồi, anh cứ nêm cái gì anh em. Tôi làm nghệ nè. Mọi người cứ cho nghệ hay là cho hành củ hay cho gì đó. Không, tôi... mà nghệ tươi thì tôi dục hết rồi sao? Dục hết rồi. Ừ. Ok, cho miếng nghệ cho nó màu vàng cho đẹp mắt nữa. Ok. Để... cho miếng bà no đi.
Mọi người muốn thêm thì mọi người cho hành cho xả không thôi, nhưng mà em chỉ chia sẻ mọi người cách để mọi người luộc gà nó ngon ngọt, với lại là để lâu nó không có hư. Miếng muối, ít muối thôi ha. Tại vì món gà luộc là món truyền thống, mấy chị em nội trợ hoặc là mấy anh á cuối tuần hay nhậu luộc gà luộc á, áp dụng cái chiêu này ăn gà rất là ngon luôn, khoan hẳn luôn. Còn cái nữa, cho miếng chanh bật lửa luôn nha. Cái bí quyết đầu tiên là luộc gà cho miếng chanh ha. Ok rồi, ok anh để cho nó sôi nè. Ok, sau khi gà chín rồi đúng không? Anh dùng một chiêu này giúp cho gà được lâu và ăn ngon ngọt, đó chính là anh chuẩn bị cho em một thau nước muối. Thau nước muối đúng rồi. Ok, để nước thường không cần nước đá đâu. Đây mọi người thích cho muối hột cũng được hay cho muối ăn cũng được, miễn sao là muối thì được. Cho nước nó mặn mặn lợ lợ đó hả? Đúng rồi. Cái gì thôi, cho đây em chia sẻ nha. Rồi. Quay quay lại quay lên. Ok. Tan nó rồi anh mang quà gà qua cho thẳng vào cho luôn. Cái gì? Rồi. Rồi. Cho vô. Rồi, anh mang vào đây, anh mang vào đây. Đó, bây giờ anh rửa. Rửa giống như anh rửa nãy anh rửa gà anh luộc vậy đó. Rửa lại. Cái gì? Anh rửa như bình thường. Biết cách rửa này sẽ giúp cho gà anh là bảo quản được lâu, với lại là gà của anh á nó sẽ ngon ngọt mặn mặn ngọt giống như dạ anh ăn cua biển vậy đó, thiệt luôn. Cái này anh mang keo lên ráo nước là anh ăn nó ngon lắm, với lại tí nữa anh đừng nghĩ là nó khô nha, tí nữa anh mang ra là thịt nó có nước luôn á. Nghĩa là nó ẩm ướt miết chứ đó hả, nó ngon như đúng nhà rồi, ta chứ đó hả? Đúng rồi, không tin tí để khô anh xé ra anh thử anh biết. Lại thịt mình để quả để được lâu đúng không? Đúng rồi, chế được lâu. Thường thường á anh treo ở ngoài nó ăn ngon hơn bỏ tủ lạnh, lạnh nó khó ăn lắm. Tôi thử miếng coi nó có mặn không nha. Ừ. Mà để rút miếng chứ. Không, là thử luôn đi. Ừ. Đó, mọi người xé ra trong được đó, nước vẫn có đầy nước nè, nó không có bị khô nước. Thơm. Thơm. Mặn mặn, ngọt ngọt của thịt gà. Ê, giống ở ngoài quán lắm nha. Đúng rồi. Mình nghĩ là con gà này khi mà ông chỉ cần bóc một miếng lên, mình nghĩ là người ta trộn gỏi ta ướp đúng không? Ta đem ta chặt không à? Mày đúng không, chọc cái trộn với miếng rau này nọ chứ mình ướp sao mà nó nhanh vậy, để thấm lại được. Đúng rồi. Ừ, y chá luôn đó. Chia sẻ mọi người có cái chiêu vậy đó, mọi người luộc gà xong thì mọi người mang ra mọi người rửa muối liền, rửa xong mọi người muốn ngon á thì mọi người nên treo lên cho ráo nước. À, treo cho nó rút cái đúng rồi luôn. Rút hết nước tại vì nó đang nóng nhanh khô nước lắm. À, mọi người chặt ăn nó ngon, bảo quản được, với lại thịt nó ướt, với lại nó ngon ngon ngọt rất là ngon luôn. Không, giờ là mình đem ra chặt nó quất thôi. Đúng rồi. Đủ. Đó, chia sẻ mọi người nha, nhớ đăng ký bật chuông, hẹn clip sau. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời.